Xin chào mọi người. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là gương đèn LED hình chữ nhật, kích thước là 70x50. Thì đây là gương nhập khẩu và được lắp ráp tại Việt Nam bởi nhà sản xuất Tấn Phát. Thì Alpha làm nhà đại diện ủy quyền chuyên bán hàng gương kính tại Việt Nam và quốc tế. Thì gương này có 3 đèn LED và 3 chế độ đèn khác nhau, sử dụng điện 220, công suất là 20W. Gương thì không những là vật dụng để soi mà nó còn là vật dụng trang trí, đem lại cảm giác không gian nó rộng rãi, thoáng đạt. Nó cũng có tác dụng phong thủy cực lớn cho ngôi nhà. Nó tích lũy khuếch đại năng lượng tích cực, cân bằng âm dương, tăng cường ánh sáng. Sản phẩm thì phù hợp với những chung cư cao cấp, nhà cao tầng, những hộ gia đình, những resort, cũng như là những khu homestay tại Đà Lạt hoặc là những khu du lịch. Anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha theo số hotline trên màn hình, hoặc cũng có thể truy cập vào website thiết bị kỹ thuật.vn hoặc alphainc.vn liên hệ với nhân viên kinh doanh. Công ty chúng tôi sẽ liên hệ lại. Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn. Sau đây là những cái hình ảnh mà bên chúng tôi khui ra để kiểm tra hàng, cũng như là những cái hình ảnh mà sẽ chạy thử để khách hàng xem cũng như cảm nhận. Xin cảm ơn anh chị.